Vào cái bếp đi, xem cái livestream này mai gặp xe học tiếp này. Vào cái bếp xem livestream 5-10 phút đi. Rồi anh em vào cùng xem nhá, anh em xem cái ban này là bị cái gì này, khách hàng bảo hao xăng này. Rồi anh em chốt cái ban này này. Rồi theo anh em bị cái gì, xe này chạy rất hao xăng. Nổ máy luôn em. Hết bình rồi. Hết bình rồi. Đạp luôn, đạp luôn. Vào comment anh em. Đây. Xe này hao xăng ghê gớm. Rồi những anh em nào có gặp cái ban này vào comment góp ý nha. Phê quá anh em ơi. Rồi. Không vô. Chia sẻ anh em ơi. Xe này tất cả đều ok hết mà khách hàng bảo xăng uống kinh khủng nha anh em. Và đồng thời sẽ bị hụt ga nha. Rồi chúng ta comment sẽ bị cái gì. Comment, comment cả nhà ơi. Rồi còn cái này đủ trên 100 người, đủ trăm 100 người comment mình sẽ chốt nha. Mình chốt để sau này các bạn gặp thì các bạn comment. Thì cái này phải trên 100 người nhá. Bình thường gọi à, mình chưa nhận được hàng à. Alo. Xe nhà nổ mà. Đây. Xóa lỗi chưa? Cài đặt lại TBS đi. Cài đặt lại TBS chưa? Cài đặt lại TBS đi cái đã chứ. Dạ.
Rồi, xin chào anh Nguyễn Tuấn Thanh nha. Đây. Em hết nồi rồi, anh Tuấn Nguyễn ơi. Để em có nồi rồi là em sẽ liên hệ với anh. Đã ship hàng đâu anh Tuấn ơi, chưa ship mà. Xe này hả? Hao quá hả? Hao xăng quá hả? Comment anh em ơi, để mình trả xe anh em ơi. Uống như uống tạ mà, bị vẻ xăng hốc như hốc gì. Xe của ai vậy? Nó bán à? Nhiều rồi. 18 triệu. Con này mới mua 18 triệu à? Xe này mới mua 18 triệu ra xăng đủ nó uống còn hơn là bò uống nha anh em. Này co đồ này, hàn keo này, đủ má cái này sắp bứt rồi này. Sắp bể đường nước rồi này. Đó, tiền nào của đấy thì phải mua xe, đéo có người coi, đéo có người test rồi chấp nhận. Mình để thì cầm không cầm cái đi cái gì thì cũng lâu mà. Má bắt bận mãi giờ mới xong. Mua mấy bữa rồi, bữa ra hỏi mua luôn à? Đây nè, cái này sắp bể ống nước rồi nè. Này, cái này dán keo nè. Thì cái này nó nóng lên nó bay nữa nè. Thấy không? Đây, cái này đường nước nè. Mười tám triệu. Rồi, tí lắp vào. Để tiền công anh em thôi, biết sao giờ. Giờ chết. Giống chân tay mình vậy chứ. Đủ mấy nay đau cái chân phải, mai đau chân trái. Ngày mai đau con cặc. Ngày kia đau hạt rái. Đúng không? Nó đau thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng cái bộ này. Má giờ đâu có lên đâu, hao quá mà. Đấy, từ lúc đi về đây. Đủ má vọc từ bấy giờ á. Tháo cho cái mô hình kia nó đưa vào thử. Nguyễn Văn Hòa, ok. Còn mấy cái này ok hết. Có công chứng được không? Ừ. Công chứng được không? Công chứng được đó. Công chứng chưa? Sau này bán chứ, đồ mẹ sau này bán thì mẹ nó có giá trị, giờ đéo có công chứng được, bán ai mua, bán được mấy đồng bạc lẻ. Đồ má bữa mua xe lít này, đồ má thịt ngon rồi đó mua. Ông nói tôi, ông hỏi ông gì cũng có mà đi mua. Thì mẹ cứ hỏi Avalax không. Thì có gì, mua xin lấy, ông nói có gì, cái gì đây. Đồ má con lít còn mới len can. Đéo bị cái gì luôn. Tháo ra dạy học đó, dàn xe tháo dạy học không á. Hả? 22 củ. Thì bữa nào bán cho 2 chục đủ, ở đây lỗ 2 triệu gì nữa. Ê, 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 cho có người nào đầu tư. Nguyễn Văn Hà, ok anh em nhá. Nè, cậu này bữa gặp cái ban giống vậy nè. Mới gặp rồi không? Gặp rồi. Bữa có mùi thì lúc gì nữa, nó mỏng quá thì lúc gì rồi chứ. Đổ mẹ là lạng khoảng 20 triệu mẹ đâu. Mua mẹ con xe lít, đéo mua. Đó, con xe đó đủ mát giàn nhựa mới len keng á, lắp vào là xong. Xe này toàn xe mới không mà.
Có thì mẹ cứ hỏi Avlac thì mẹ cứ... Địt mẹ bán mới là mua thì mẹ phải dứt khoát. Địt mẹ ăn xong cứ đi rào rò giá không. Địt mẹ bố lồn nào biết. Phải hỏi AB hay là cái gì thì mẹ cứ hỏi AB không. Mua lại. Thôi nhằm em mua trên điểm chưa được 15 phút kìa. 18 triệu thay quả lốp mẹ nó 400 chưa? Cái thì mới cùng lại á. Lốp gì vậy? Ai biết. Là em nói nó hỏi chứ mày lại mình nói nghĩ tao đi mua về chớ không anh nhỉ? Má này tháo ra xăng gì đâu mà xăng. Chạy đưa đi Quy Nhơn bao nhiêu hết bao nhiêu ngàn xăng. Chưa đó đi một ngày chứ mà chạy đi chạy đi vậy giờ là nó giống mình ăn vào mà đéo ỉa được ra ấy. Nghẹt mẹ lô đít rồi. À, công chứng thì mẹ sau này mai mốt rồi đủ mẹ. Ờ à, thì ý bảo thì mẹ bây giờ ngày mai muốn đổi đời thì đổi bán con xe này giờ đéo công chứng được chờ nó lâu. Còn công chứng của mình sau mình bật phát nó nhanh. Hiểu không? Bán thì mẹ tiền cầm rốp. Còn bây giờ không công chứng được mẹ nó đưa trước khoảng 5-10 triệu chứ mấy. Thôi xin chào anh em nhá. Chốt ở comment ở phía dưới nhá. Mình lắp vào mình giao cho khách kìa. Bình này nó yếu xìu rồi nè. Bình này sắp hư rồi nè. Đó. Đó thấy không? Đồ mẹ giờ nó mua mà đổ nợ vậy chứ. Giờ nó cũ mà biết ông nội nào. Giờ xe mới cũng chết mà lấy đâu xe cũ. Rồi tối nay thực hành trên con xe lít này nha anh em. 19:40 chúng ta bắt đầu học. Rồi xin chào mọi người. Để comment ở phía dưới mình sẽ chốt bài nhá. Bye bye. 19:40 chúng ta sẽ thực hành trên con xe lít đề từ. Và anh em trong nhóm tối nay sẽ được thưởng thức chốt cái bài này luôn. Rồi xin chào mọi người. Bye bye.